sky. Chùm khế ngọt
cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Thank you.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Một nén hương thơm con xin dâng lên người Đức Phật Dược Sư. 12 nguyện lớn của người đem đến cho đời vạn niềm vui. Nhân gian bước qua bao la bể khổ, cho con bước qua bao bến mê đời. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền khổ lụy đời con, tìm lên cõi phúc trong đời, quỳ dưới chân Ngài nguyện thành tâm. Con xin phát nguyện nương thân cửa Phật, trăm năm sống vui trọn kiếp con người. Phật Dược Sư hào quang sáng ngời, hào quang sáng ngời soi đường chúng con vượt qua tăm tối. Phật Dược Sư bàn tay niềm màu xoa dịu nỗi đau tật nguyền xua tan lo buồn trầm luân thế gian. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi, trầm hương tỏa ngát đất trời, quỳ dưới chân Ngài Phật Dược Sư. Con xin chắp tay, con xin khấn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con người. Quang sáng ngời soi đường chúng con vượt qua tăm tối. Phật Dược Sư bàn tay nhìn màu. Cái nước này
cầm rồi cho rửa sạch cho cái tâm mình, mình uống những viên thuốc vô những thuốc bổ dưỡng cho sức khỏe mình. Thầy nghĩ gì? Tuyệt chứ đâu, cô và cô nên thầy làm cho là làm thầy nghĩ là không. Ta không. Sao? Cô ta cũng không sừng cô ta cũng sẵn lên cô ta. Thầy có duyên, thầy có duyên đến cô ta gặp được ngày thầy sẽ chăng cho cô hỏi ngày ngay ghé đây thầy chủ. Can you speak something in English? Why are you here and what do you think about Bangladesh Canada? I'm here to be a master. I'm here to be a master. Xoa dịu nỗi đau tật mình, xua tan lo buồn trầm luân thế gian. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật, người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi. Trầm hương tỏa ngát đất trời. Xin dâng lên người Đức Phật Dương Sư. 12 nguyện lớn của người đem đến cho đời vạn niềm vui. Nhân gian bước qua bao la bể khổ, cho con bước qua bao bến mê đời. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Ông bà là ông bà, 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 ông bà là ông b
사실 좀 전에 이 시스템은 시스템으로 끝없이 필요한 감리지로 선지가 따라 예령 따라 감리지 오늘 이루고 오세요. And so he alerted of this duty as a gesture to this monastery. So this is the Buddha Shakyamuni's speech. So why I bring this is to benefit all the sentient beings and to flourish Buddha's teaching all over the world. And I'm offering this to the monastery. Alors maintenant, le maître nous offre un tanka, c'est une peinture traditionnelle dans ces régions de l'Himalaya. Người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền khổ lụy đời con, tìm lên cõi phúc trong đời, quỳ dưới chân Ngài nguyện thành tâm. Con xin phát nguyện lương thân tước Phật, trăm năm sống vui trọn kiếp con. Phật dược sư hào quang sáng ngời, hào quang sáng ngời soi đường chúng con vượt qua tăm tối. Dưỡng sư bàn tay niềm màu xoa dịu nỗi đau tật tần, xua tan lo buồn trầm luân thế gian. Nam mô dưỡng sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Yeah.
Thank you.
hào quang sáng ngời soi đường chúng con vượt qua tăm tối. Phật dưỡng xứ bàn tay nhiệm màu xoa dịu nỗi đau thật lớn xua tan lo buồn trầm luân thế gian. Nam mô dưỡng xứ Lưu Ly Quang Dương Phật, người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi, trầm hương tỏa ngát đất trời, quỳ dưới chân ngài Phật dưỡng xứ. Con xin chắp tay, con xin khấn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con người. Nam mô dưỡng xứ Lưu Ly Quang Dương Phật, Nam mô dưỡng xứ Lưu Ly Quang Dương Phật, Nam mô dưỡng xứ Lưu Ly Quang Dương Phật. Nam mô dưỡng xứ Lưu Ly Quang Dương Phật.